cũng luôn luôn kính chúc cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn được may mắn trong mọi công việc nha. Hôm nay mấy anh em Mỹ lại tiếp tục sẽ chạy ra ngồi điểm cách bờ 7 hải lý. Cái điểm này khi Mỹ thường hay mấy anh em thường hay gọi là điểm Gò Đen nha. Đây tiếp tục mấy anh em Mỹ sẽ ra ngồi điểm Gò Đen này để mình làm tiếp nha. Hôm qua thì mấy anh em rất là bội thu luôn. Không biết hôm nay mấy anh em có được may mắn bội thu như ngày hôm qua không nữa. Giờ Mỹ cũng còn mong sao bữa nay được mấy anh em Mỹ được may mắn kiếm được bội thu như ngày hôm qua nha. Hôm qua là bữa mấy anh em bội thu hơn bữa nào từ khi mà kia Mỹ từ dưới một biển Phan Thiết mà chạy về quê của Mỹ luôn đó. Đây này cả nhà xem nè, ngày hôm nay nè. Đó, mỗi ngày thì một bình minh khác nhau nha. Hôm nay thì Mỹ nhìn thì cũng khá là đẹp đó. Nhưng mà cái tiếc là nhìn từ xa nó mới đẹp nha. Còn ở trong máy quay nhìn nhìn gần quá, nhìn xa quá mình không có thấy cả nhà. Còn như mắt mình của mình đó nhìn rất là đẹp luôn. Mỹ nghỉ có nghỉ 2 thành viên rồi nha. Hôm nay chỉ còn có 8 anh em thôi. Thì bữa đây ăn ngày bữa ăn của ngày hôm nay của mấy anh em này. Đây này một cá chua nấu cá bò diếp.
Rồi, mấy anh em cũng đã đến chỗ rồi. Giờ thì mấy anh em chỉ bắt đầu nhảy thôi. Cháu tiên cũng đã chuẩn bị xong rồi đây. Giờ Mỹ mời cả nhà cùng theo Mỹ xuống để bắt cá sản nha. Hôm nay mấy anh em Mỹ lặn nước độ sâu 10 sải tay thôi. Mỹ đang có giảm ít tay nè, giảm ít tay được một lần rồi. Hai lần nè, mình giảm ít tay mình có thể xuống sâu được nha. Nhưng mà mình không giảm ít tay, mình xuống càng sâu á, cái màng nhĩ của mình nó sẽ vỡ đó. Rồi, từ ở trên Mỹ chạy xuống tới đấy thì Mỹ giảm ít tay khoảng 3 lần nha. Có con bạch tuộc đang trốn ở trước cái này. Không thấy luôn. Mỹ chạy ngang qua luôn. Khi mà Mỹ quay về lại mới thấy nó nha. Đây là con bạch tuộc cái rồi. Kìa kìa. Trước trước Mỹ thấy có một con nữa đây. Mỹ bỏ con này vào cái quần cái đã. Tại vì nó có hai con á. Con kia nó chín, con nào nó chín á. Nó dễ bị chạy chạy lắm. Đây này, đây này, nó thích chạy đây. Ồ, xíu nữa rồi. Xí nữa là nó đã chạy vào cái nhà. Mấy con bạch tuộc này công nhận rất chắc là cáo luôn. Đây này cả nhà thấy hít đâu. Nó hít chắc là chắc nha. Mỹ phải dùng sức nên mới gỡ được ra đó. Được một con sò mê ca nữa này. Cả nhà xem con sò mê ca này, nó có mấy con sò lông bám màu nữa. Thì sẽ lặn mấy con sò lông nhập bỏ nha. Mỹ thấy con bạch tuộc đang trốn trong cái vỏ sò nữa nè. Từ khi mà khi Mỹ về lại quê hương để làm á, cũng rất là may mắn luôn, gặp mùa của bạch tuộc. Rồi, hình như là cái con này nó mới vừa đẻ thôi. Tí nữa rồi, tí nữa mà Mỹ lâu con bạch tuộc đi ra cái là nó bỏ ổ luôn. May quá. Một con đi bay chơi. Mỹ gặp con đi bay chơi này á, không dám đứng lại để nhìn đâu. Mỹ phải chụp liền nha. Cái cầu của cái con đi bay này nó rất là to nha. Ăn cực kỳ là ngon luôn. Tóm được một con gị dĩ này. Bắt mấy con gị dĩ nhỏ nhỏ này nè. Về ăn cũng ngon lắm nha. Về mình sẽ được nhiều món cơm á cho mấy chú nhỏ nhà Mỹ ăn á. Nhỏ nhà Mỹ thích ăn những con gị này lắm nha. Là Mỹ sẽ cho vào cũng mình thích ăn cho mấy. Có thấy con bạch tuộc đang trốn trong cái vỏ sò mê ca này. Mỹ cứ tưởng đâu là con sò mê ca không đó, nhưng mà không phải nha. Nó có một con bạch tuộc trốn trong này nè. Trời ơi, chứ nữa đã chạy rồi. Mà công nhận khi Mỹ rất là may mắn luôn. Khi mà ở dưới Phú Thái á, ăn hợp ít hải sản lắm. Khi mà về quê Mỹ nè, một bạch tuộc với cá ngựa với mực nang nữa nha, quá đã lắm. Cái ngày hôm nay mấy anh em Mỹ có được may mắn không nữa. Còn cả nhà chúc cho Mỹ được may mắn nha. Cả nhà thì like cho Mỹ một like nha. Đây Mỹ thấy có một con bạch tuộc đang xuống đây. Có con nó chỉ khá sâu lắm. Nó có được 2 con bạch tuộc thôi. Lại là con bạch tuộc đang ấp trứng nữa rồi.
nhà thấy cái trứng đó, cái trứng con này thì cũng sắp nở luôn rồi. Sao chứ sò điệp bay hiện tại mùa này á, con nào con lấy đều trên lưng nó nè, đóng những con hà này không thôi, mấy con hà này thì là sắc nha. Cá sấu con này, đó đây là cá sấu nè, đây mình giờ nhìn cho cả nhà mình xem đây, đó giỡn với cả nhà chứ đây không phải là cá sấu nha, đây là cũng là một loại cá ngựa, nhưng mà cá ngựa gì biết biết nữa, nhưng mà Mỹ nhìn là cái thân thể của con cá này nè, nó không khác gì con cá sấu đâu, nhưng mà con cá sấu này hình như nó có cánh nha, đây này, cánh nó xì ra rất là đẹp luôn. Mình không biết nó có biết bay không nữa, mà mình chỉ biết nó biết bơi thôi chứ nó không biết bay nha, có cánh mà biết bay lạ kỳ luôn. Đây này rất là đẹp luôn. Mình cũng có thấy nhiều người bắt những con cá ngựa này đẹp như một con ngựa đó, mình cũng không có bắt nha, mình chỉ bắt lên được cả nhà mình thôi. Phía trước Mỹ là anh Tâm nha. Đây này mình nhìn hai con này rất là đẹp luôn, nhìn hai con này là một nha. Thank you.
sò mai này, nhưng mà có rất nhiều những cái con sò lông nhỏ nó bám vô nhiều luôn. Đây này cả nhà, đây là sò lông luôn. Sò lông này chắc tầm khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 nó mới lớn nha. Đây này, đây là quá trời lắm. Đây nữa này. Một con sò ngọt nữa nè. Con sò ngọt này nó không có được to nha. Chắc cái loại sò ngọt này là khoảng 7 con đến 8 con dưới đó. Sò ngọt hiện tại đang chuẩn bị sắp tới mùa rồi đó, nhưng mà đang còn ghé quá nên cũng phải bắt hơn. Một con đi bay trơn nữa nè. Đó, đó, các nhà thấy chưa? Tí nữa nó đã chạy rồi. Nhiều khi con này mà nó mà chạy được một cái là thôi luôn. Có lúc mà mình tìm được nó, có lúc mình sẽ tìm không được nó đâu, nó bay phải xa luôn. Wow, cả nhà xem này, quá trời là cá luôn. Những cái con cá ly thi này thường hay dưới lại cái chỗ nào mà có đống dơ như thế này nè. Đây là những cái dập luồng của người dân ta bỏ luôn cả nhà, nên để ở đây dành cho coi những cá biển này tới nắp nha. Đây quý bạn được hai con sò bình ca khá là to luôn. Thì ngay đây có một con sò mai nữa này. Dấu ốc gì đi rất là to luôn. Rồi, đây là một con ốc ma nha. Ốc ma thì cái nó không có to mấy đâu, do cái cục thịt nó nở ra rất là bự luôn. Nở ra chà bá. Rồi bây giờ để chúng cả nhà chim của nó cũng bị chuột lại nè. Thank you.
tới chỗ này bị phát hiện ra có hai con ốc tỏi luôn này, một con ốc tỏi to và một ốc tỏi vừa nha. Đây những hai con quá đã, ốc tỏi hiện tại cũng rất là có giá nha. Có gặp là được con mộc nan này, con này chắc tầm khoảng 100 gram. Cả nhà thấy nó thì nó đưa một cái đèn nít ra một tiếng gì không, xung quanh nó có đèn nít nữa cả nhà. Gặp thêm con mực nang nữa nè, tôi sẽ chia nó nha. Con này chắc tầm khoảng 2 kg. Con gỉ dí nữa này, gỉ bắt luôn nha, nhưng mà chắc là gỉ bắt còn ớp á thì mình sẽ thả lại cho con. Khá là lâu rồi nè, Mỹ mới phát hiện lại được một con sò bánh tráng này. Con sò bánh tráng này rất là to luôn. Bánh tráng này giờ hiếm lắm các bạn nha. Có con cua lông đang trốn ở dưới đây nè. Trời trời trời, Mỹ nghi quá. Mỹ thấy cái vỏ của nó nè, cái vỏ của nó mới lột thôi, tôi nghĩ chắc con này ớt rồi. Khi thấy chỗ này có hai con bạch tuộc luôn này, đây một con còn con nữa này đó, quá đã. Ừ, cả nhà xem cái con bị bắt lần nữa, nó to đùng luôn. Đây sợ
chạy quá cả nhà, vị trí cua sát như thế này này để cho nó khỏi tuôn ra lại nha. Có thấy thêm một con mực cá này, giờ mình sẽ lên dí ra để dí nha. Nhưng mà khó thì nó sẽ hơi khô lắm, dí gì nó chắc hơn 100% nha. Lấy được khoảng 2 phần giờ rồi, do nặng quá, do biết em chủ yếu chạy bánh bột với một cái này khác nữa nữa nên cầm một cái vợ này á chạy đi rất là mỏi luôn, nên bây giờ còn lấy cái bánh không ra để đi chạy bằng cho nó nhẹ nha. Nếu còn nó chỉ đi dài của mình á thì nhẹ hơn, mình là mang một cái vợ như thế này thì nó hơi chậm nha. Mỹ có gặp thêm con mật na nữa này, rồi hôm nay Mỹ giờ trúng mật na với bạch tuộc rồi nè, rồi không hên quá, Mỹ chỉ không mà nó không thấy luôn, Mỹ thấy Mỹ hàm quá, Mỹ chỉ đại luôn, ai nhè nó không có thấy cái nha, rất là may mắn lắm, rồi mấy đêm được buồn nữa rồi. Chỉ được một con cá đuối ngợi nè, chắc con cá đuối này chắc không tới một ký đâu, hơn một ký nha, bắt về để xuống bữa ăn cái nha. Thank you.
phát hiện được một con cá ngựa này, trời ơi, cũng khá là lâu luôn mới gặp lại này. Thì mới bắt được một con thôi nhưng mà Mỹ thấy cũng rất là ngon nha. Với Mỹ bắt nàng bắt được cũng quá, nhưng mà rất là đã luôn. Khi mà có cá ngựa này ngày khoảng 5-7 con thì thôi, quá là tuyệt vời luôn đó. Con ốc dâu này, ốc này Mỹ thấy bé quá, cả nhà thấy trên cái vỏ nó có hai loại vỏ, cái này nó nhỏ quá cả nhà, nên Mỹ không có bắt đâu. Mấy con ốc này thì Mỹ hay để lại một cái đường nhớ như thế này nè. Và cả nhà xem con sâu biển này to chưa? To đùng luôn. Trên kia cũng kéo mấy anh em lên để nghỉ giải lao nha. Chắc mấy anh em lên nghỉ giải lao một tí chắc cũng phải từ từ nghỉ lại làm thêm ca nữa nha. Mấy anh em làm một ca thì cũng được một xô mấy bạch tuộc cá nha, với mực nang nữa nha. Giờ nó cứ bò ra không thôi nên mấy anh em sẽ bỏ trong bao luôn. Đúng rồi, mình bỏ trong bao nó hầm nó không ngon, nó màu hư lắm. Đúng rồi, mình để tới đó để cho nó cho nó ngéo hết rồi sao mình bỏ vô xô lại. Đâu, mình đừng có cột lại. Cột lại nó hầm á. Chứ mà nó chạy nữa chứ đổ vô đây nó hầm liền. Cái bao nó có chiếc khâu á. Rồi nó hầm nó đóng á. Nó hầm nó đóng nữa nó hầu á. Lâu rồi. Để cái gì lát đổ nhà lại sao đâu. Rồi lát đứa cái gì đổ lại. Đổ trong xin trong gạch, trong gạch lại. Cái bao nó bị dầu xò luôn. Cái chân kiểu này nó hầu. Nó hầu chơi mỡ nó xả. Nó hầu chơi mỡ rồi mấy anh em nghỉ giải lao thì đã xong rồi, giờ tiếp tục với công việc nữa nha. Còn mong tăng này mấy anh em Mỹ lại được mùa bạch tuộc với mực nang, nhưng mà có cá ngựa thì cũng quá là tuyệt vời luôn. Mỹ thấy cái dấu ghẹ rất là to luôn. Rồi chú đâu ghẹ so ghẹ ngàn chứ ai gì là con ghẹ mặt trăng nha. Rồi con ghẹ này chắc này, con ghẹ này là con ghẹ cái nha, cái yếm nó to á. Mỹ sẽ yếm việc cái cài của nó và nó khỏi kịp nha. Mỹ chủ yếu đem hai cái cài nó lại bỏ vào ở trong cái giật của Mỹ á, có mấy con ghẹ nhỏ á. Mấy con ghẹ lớn này mình không có đem cái cài nó lại á, nó vô nó cắn bởi những con ghẹ nhỏ hết luôn á cả nhà. Nên mình phải làm như thế này nè để cho nó khỏi cắn những con ghẹ nhỏ hơn nó nha. Anh Út chỉ được một con mực nang đầu tiên rồi kìa, đồ quá đã. Mỹ chưa thấy con mực nang nào. Có một con cá mó to này, dĩ luôn cá nhà, dĩ để về để dành biến động để bảo á, có cá để ăn nha.
mặt nó ưa. Đó, đi cả một cái hầm dân rất là sắc bén lắm. Nhìn cái mặt con cá này gần nè. Ba con ốc này, hai con ốc đá rất to luôn, với một con ốc tỏi nữa. Đây. Thì có một con sò mây ca nữa này. Có cặp một con mật đang đầu tiên của K2 này. Mỹ không dám để Mỹ quay lại gần đâu, nhưng mà Mỹ để Mỹ quay lại gần á, con mật đang bất ngờ nó chỉ nhẹ nha, nên Mỹ phải đứng từ xa như thế này mới chi được nó, chứ mà để gần quá thì nó chạy đó. Tới công chuyện nữa rồi, Mỹ lại gặp thêm một con nữa nè. Đó, cả nhà thấy không? Mấy con mật đang này thường hay nằm ở dưới một cái hũ nha. Con này chắc cũng tầm 400g. Hai con rồi. Mỹ thấy bé quá nên không bắt gì nha. Trời trời, Mỹ gặp con cá đuối rất là to luôn. Rồi xong. Con đó Mỹ nghĩ chắc tầm khoảng 4kg đó. Chưa kịp tới đã chạy rồi. Bao qua chạy để lại khối không biết chứ. Giết vậy. Mỹ có phát hiện ra chỗ này có rất là nhiều những cái con chai nước này. Mà toàn là vỏ thôi. Mỹ có lượm được một cái vật của ai dỡ này.
đây không phải là giờ của kia Mỹ rồi. Mỹ thấy trong này có ba con bạch tuộc nữa đây, hình như là chắc mới dứt hôm qua hôm kia gì sau đó. Ồ, cũng may mắn luôn, Mỹ lại được có một cái của trong này có ba con bạch tuộc nữa đã, và Mỹ sẽ móc vào đây luôn. Đây đây nè, Mỹ có gặp một con mực đen nữa nè. Ồ, con này cũng khá là may mắn luôn. Đến nhà Mỹ bắt được ca thứ hai này được 3-4 con rồi, cũng có nhặt cái con này to chưa. Con này thấy khỏe không? May mà Mỹ chỉ đó chứ mà không nhìn vào chắc có thấy mắt rồi. Tới công chuyện nữa này, Mỹ gặp thêm con mật nang nữa. Ồ, đã tăng này Mỹ mùa mật nang rồi nè. Còn khi nữa nó cắn nha, cái loài này nó cắn rất là đau nha. Nó mà không cắn gì thôi chứ mà nó cắn một cái là điên lắm á. Một con mực nang nữa này các nhà. Ồ, thật sự mà nói ngày hôm nay Mỹ được mùa bạch tuộc với mực nang rồi, nhưng mà chắc bị là không có được mùa cá ngừ rồi. Mỹ rất là may mắn luôn nha, một con nữa nè. Trời ơi, cái ca này thật sự mà nói Mỹ may mắn lắm đó. Ồ, các nhà xem này, con này là bự nhất nè. Trời ơi, mới ca thứ hai này Mỹ bắt đang quá trời luôn. Hình như là Mỹ gặp chỗ này hình như là một cái ổ của nó hay sao đó. Mỹ bắt tính ra là cũng liên tiếp luôn đó. Rồi, thật sự là may mắn nha, may mắn đã đến với Mỹ. Ôi, Mỹ chỉ mực nang quá là đã luôn. Cả nhà có thấy đã không? Nhưng mà cả nhà thấy đã thì nhớ cho Mỹ xin một like nha. Thêm con cá lúa này, con này chắc cũng hơn 1 ký đó, mình sẽ bắt nha.
nhé. Xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.